Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. À anh Tân ạ. Vâng. Vâng, em chào anh ạ. Vâng. Em lấy chồng được 5-6 năm ấy. Vâng. Sau rồi đến vừa rồi thì có được, cũng có thai rồi đấy, nhưng mà có một lần thì lại bị lưu. Thế à? Sau rồi có lưu sau mấy tháng thì em lại có, thì sau có lại bị sẩy. Có em cũng đi giữ ngay ấy. Ra viện giữ được tháng thì sau lại vẫn sẩy, thì ở viện người ta bảo là do nội tiết ấy. À thế à? Vâng ạ, thế nhưng mà từ khi em bị sẩy về đấy thì em lại cứ mất ngủ, ăn được mà ngủ không ngủ được ấy, lúc nào cũng chẳng ngủ được gì cả. Từ hôm sẩy lần thứ hai đến nay là bao lâu rồi? Được, cũng được 3 tháng mấy ngày rồi ạ. À thế à, sau lần sẩy thứ hai thế bạn cảm thấy sức khỏe có sút đi nhiều, giảm sút đi nhiều không? Có, sau lần sẩy đấy thì em gầy đi nhiều lắm, mà ăn không ăn được, ngủ không ngủ được ấy. Thế à? Vâng. Bác sĩ đã có kết luận của bạn là do nội tiết, thì sau khi sẩy thì là họ có phác đồ điều trị gì không? Em có ở lúc nằm viện đấy thì người ta cũng cho điều trị thuốc nội tiết rồi. Sau thì về rồi thì em vẫn ra phòng khám tư nhân của sản ấy, em cũng vẫn uống thuốc nội tiết ạ. Vâng. Các bạn lấy nhau được bao lâu rồi nhỉ? Em được 7 năm ạ. Thế à? Và chưa có em bé nào đúng không? Chưa. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Chị chào em. Vâng, em chào em chị ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 tuổi ạ. À thế hả? Ừ. Thế và như thế là đã có một lần theo lưu này, lại một lần sẩy thai đúng không? Vâng. Thế vâng. Và cũng đi ra bệnh viện nào ạ em? Em đi chứ? Em lần đầu tiên 2010 thì em cũng có ra bệnh viện phụ sản Trung ương rồi. À. Sau rồi về rồi em cũng đi nhiều chỗ rồi, sau rồi đến vừa rồi thì có đi, nhưng mà có sau thì nó đi tiền là bị lúc có thì sau em yếu ấy, ra tiền bị tràn dịch màng nuôi ấy chị ạ. Ừ. Vâng, thì bác sĩ bảo là do nội tiết. Ừ. Thế thì ra viện thì vẫn điều trị nội tiết đấy, thì lần đầu tiên có thì sau đi điều trị nội tiết vẫn không được thì sau bị lưu. Ừ. Vâng, thế đến lần thứ hai đấy thì bác sĩ dặn là lúc nào mà có cái thì phải đi viện giữ ngay ấy. Ừ. Thì em có tắc kinh cái em đi siêu âm có thì em cũng đi ra viện giữ ngay. Em đi viện nào? Viện ở tỉnh ạ. Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh đúng không? Vâng. Chẩn đoán thì rõ ràng là có chẩn đoán rồi đúng không? Là vâng. Do nội tiết và vâng. Phải điều trị nội tiết. Và cái chuyện điều trị nội tiết thì nó không dễ dàng đâu, nó cũng không phải là được ngay đâu. Thế và vấn đề của em bây giờ là sau khi mà sẩy lần thứ hai ấy thì mình cứ không ngủ được, không ăn được đúng không? Tại sao thế? Sau lúc sẩy đấy cho em yếu quá, cũng bị ngất xỉu mà. Sau từ ngày đấy về là sau chẳng ăn được mà không ngủ được ấy. Hay là tại suy nghĩ nhiều quá? Em cũng không, chắc là cũng do vấn đề là suy nghĩ, tại vì em lâu em không có. Rồi, thế thì do suy nghĩ cho nên là mình mất ngủ. Và cũng do suy nghĩ mà ăn nó sẽ kém. Thế và cái suy nghĩ thì ôi dồi ôi, 6-7 năm rồi, không có thai, bây giờ có thai rồi thì lại bị rụng mất rồi, vân vân. Cứ quanh quẩn với hai cái vụ mà xảy rồi, đúng không? Vâng. À, xong rồi nó cũng chẳng có lại hai cái đấy đâu, hai lần đấy đâu. Mà cái mà tiếc nuối của cái quá khứ ấy, nó lại làm cho mình gầy như bây giờ em thấy rồi, không ăn không ngủ được là gầy, mà mấu chốt của cái việc không ăn không ngủ được là do suy nghĩ đúng không? Chuyện em là còn tất nhiên rằng là không phải là hay, nhưng còn hơn rất là nhiều người phụ nữ 6-7 năm mà còn không có thai cơ, cũng lại vì nội tiết mà người ta vẫn cứ tươi vui và đi tìm mọi cách để có thai nhá. Thế thì mình vẫn còn có tín hiệu là có thai, cho nên nhiệm vụ của mình là thôi thua keo này ta bày keo khác, thôi cứ đổi cho cái số đi đúng không? Cứ đổi hai lần trước chắc xui quá, thế thì nó chưa được, thì bây giờ cố gắng phấn đấu lần ba nhá. Cố gắng giữ sức khỏe, bởi vì em phải khỏe cái đã, cái tinh thần của em nó phải tốt đã, nó phải tích cực thì cái nó giúp đỡ cho cái chuyện mang thai rất nhiều. Ngoài cái chuyện nội tiết đi thì cái chuyện cơ thể thực thể của em ấy là khỏe, và một cái nữa là cái tinh thần nó không ở trong cái tình trạng bức xúc ấy, thì nó lại giúp cho cái việc mà mang thai của em nó thuận lợi hơn.
đồng ý không? Vì vậy không âu sầu nhá, cái số 2 lần trước là không ổn thì bây giờ sẽ bằng mọi cách, còn hơn ối người cũng vì nội tiết mà còn chẳng có cái tín hiệu có thai cơ. Vì vậy là lần sau mà mình có thai nhá, bây giờ là kế hoạch là mình phải khỏe, không suy nghĩ nữa, không tiếc nữa. Kế hoạch là phải có con, cho nên phải ăn, phải tinh thần phải sảng khoái, thoải mái. Xong rồi lần sau có thai lên hẳn trên Hà Nội, không ở bệnh viện tỉnh Bắc Ninh nữa À, nhá. hôm vừa rồi em hôm chủ nhật vừa rồi em có ra bệnh viện phụ sản Trung ương ấy ạ. Khám thì sau thì bác sĩ cho hai vợ chồng đi xét nghiệm cái gì mà do di truyền đấy chị, nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Em không hiểu cái đấy là xét nghiệm cái đấy để như thế nào ạ. Không biết là có Tại phải vì người gia ta nghĩ đình thì đến cái người bệnh yếu tố RH giữa vợ với chồng nó bất hòa hay không, hay là cái gì. Có kết quả lắng nghe cái sự tư vấn của người ta nhá, rất là kiên nhẫn nói lên cái nguyện vọng của mình là rất muốn có con. Có thể mình lại gặp được bác sĩ mà người ta lại theo mình suốt cả trong quá trình từ cái kết quả lần này cho những lần sau để có lên cái kế hoạch có con ấy thì lại càng tốt nhá. Ừ, thế cứ đợi lấy cái kết quả lần sau xong rồi xin tư vấn thật là kỹ càng nhá. Vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, chào Vâng, bạn chào nhé. anh ạ. Vâng.